Rồi, xin chào mọi người. Hồi nãy hơi bị Chào các bạn, sorry các bạn nãy xin bị lỗi các mắc. bạn, nãy nãy hơi bị trục trặc một xíu. Hồi nãy hơi bị trục trặc kỹ thuật xíu, giờ làm lại. Rồi, xin chào mọi người. Chào mọi người, hôm nay Út với mình sẽ ăn món cơm trưa với rau gỏi rau càng cua. Chờ mấy bạn vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Út với mình nha. Thì món gỏi rau càng cua này thì mọi người có nhiều cách trộn, nhưng mà Út thì với mình hôm nay sẽ trộn chung với cá hộp với lại trứng luộc. Trước tiên Út sẽ xác hành tím để Út phi làm nóng cái hộp cá lên. Các bạn nào xem chưa Minh? Chưa, để con bật lại cho Cúc Nhưng trên phone là có coi rồi đúng không? coi. À, để con bật đây cho Cúc xem. Mọi người đợi xíu nha. Chào mọi người, chào. Ôi, sao bị đứng rồi. Bây giờ Ok. Rồi, bây giờ Út sẽ thái hành tím thanh để tím. Chào các bạn. khử cái hộp cá. Để mình bật cái màn hình bên cái tivi, để bật màn hình bên tivi cái mới thấy đường, mới trả lời mấy bạn được. Anh Út ơi, Chào mấy nè, bạn. có người Cảm bình luận ơn rồi chị nè Út, Nguyễn. Hả? nè mấy người bình luận nè Chào mọi người. đó. Chào Út Út Huyền nhìn vào đây chào Tài. mọi người nha. Chào anh Dương. Chào tất cả mọi người. Giờ Thôi đang giờ chuẩn bị làm món gỏi. Bây giờ bật chảo lên. hôm nay Cúc sẽ làm món gỏi rau Gỏi càng rau cua càng nha các bạn. cua. Còn đây là món đã chuẩn bị sẵn rồi, đã làm rồi, món Nhìn ngày đây hôm nè, qua màn làm màn rồi. hình nè Cúc ơi, Ủa nhìn là mà nhìn đây mới trực diện các bạn, còn đó là chỉ vậy nhìn hả? bình luận thôi. Trời, phải nhìn qua nhìn lại cực quá vậy. Món này là tương tự như hôm qua nên mình không cần hướng dẫn, mình chỉ làm sẵn để mình ăn thôi. Tại nhà này thích ăn rau. Còn hôm nay là cô Út sẽ làm rau gỏi rau càng cua. Thành phần cá hộp với trứng luộc. Đây bạn, rau càng cua nè, Vi để bản đi Thì hồi cái này đưa Út nha. mình tí xíu dầu thôi. Để mình khử cái hành tím. Cô Út nhiêu tuổi vậy? Chào Minh đây, 32 chào tuổi. Nhật Nhật Minh Nguyễn. Chào Út nha kìa. Trong khi chờ dầu sôi Chào Út Linh Vy. trả lời mọi người đi. Chào Minh Vy. Nóng rồi, nóng rồi. Con xe ra bé Vy để dăng vô người á. Đây. Bây giờ Út sẽ khử khử trước. À, không có tiền mua thịt bò bạn Út Tây Đông ơi. Đúng rồi, nãy Út giới thiệu rồi mà. Món rau Chào càng Lê cua Giang. á là xào được nhiều món lắm. Thơm quá quay. Làm gỏi nhiều nhiều kiểu, nhưng mà mình chỉ làm trứng luộc. Còn mấy bạn thì có thể làm gỏi với thịt Nhật Minh Nguyễn là ai ta? Kêu nhậu ta. Út nói lớn lên kìa, mọi người không Hả? nghe gì Không hết. nghe hả? Trời ơi, hết sức rồi. Nói lớn lên. Cây rau càng cua. Mình ơi, xin cho mấy bạn xem rau càng cua nè. Đây. Ở quê gọi là rau tiêu á. Này ở dưới quê gọi là rau tiêu các bạn ơi. Thấy chưa? Rồi rồi. Hôm nay Út khỏe không? Út khỏe, cảm ơn bạn. Cô Út không có nhìn trực diện camera được, Đang nhìn cái tivi để trả lời nè. tại vì đang để cái tivi cho Út xem mấy bình luận của các bạn để Út trả lời nè. Đó. Chào cô Út nhé kìa. Cá mòi đây, Út vô đổ cá mòi vô, cá mòi mình sẽ khử sơ sơ thôi. Út ơi sao không mặc áo bà ba kìa. Đang ở Quanh quỳnh nhà nên thích ăn gỏi càng không có cua quay lắm. clip nên mình không có mặc áo luôn. Rồi đó. Trưa rồi, có ai ăn cơm trưa chưa nè? Chào cô Út xinh đẹp, cô Út đảm đang quá. Cảm ơn bạn. Chào cả nhà Minh, chào nơi này có anh. Mình chào mệt mỏi. Gì bé Thi hả? Bé Bé Thi Thi đang đi chơi buồn rồi. buồn giận vui đâu mất tiêu rồi. Mọi người thông cảm nha, nhiều người quá không không đọc kịp. Di Trần Dạ rồi, để lắc quá kìa anh ri ơi. camera chậm xíu. À, quay phim Tinh Minh. Tối quá rồi Minh Đen ơi, Nhật Minh Nguyễn là ai ta? Ai mà kêu Minh Đen hoài cà. Mờ ta, ngồi gần wifi lắm mà. Mọi người có thấy mờ không?
cô Út ở dòng cơm Bến Tre nha bạn. Không nhớ tôi hả? Ai vậy? Nhật Minh Nguyễn. Phải có avatar mới nhớ được. Avatar sao nhớ được? Bạn Minh đang ở trần không không quay được. Cũng đang nhìn TV nha, thông cảm với bạn, nhìn TV để thấy các bạn bình luận. Cô Út ca đi. Trời ơi, đang nấu sao ca. Út like là phải coi lén luôn. Bữa làm cái chòi sau sân vườn đi bạn ơi. Ok, cũng đang tính làm cái chòi nè bạn. Kim bằng, ở trời đọc không kịp luôn. Trời, không kịp mấy bạn nhanh quá à. Kim bằng nè, kêu tên nha. Anh Minh cho thấy mặt anh tí đi à. Rồi, xíu đi bạn ơi, xíu đi, đang ở trần giờ quay cô Út trước đi. Chúc cô Út thật nhiều sức khỏe, cảm ơn Trâm. Bây giờ cô Út 32 tuổi nha bạn. Bây giờ mình sẽ làm nước chanh với đường. Các bạn coi có thấy bị lắc cái gì mà không? Hồi nữa Út cao một đoạn nha cậu. Ây da, Út không thuộc đoạn nào hết. Anh làm video tham quan nhà đi, chợ nhà lộn xộn ghê lắm. Ok, bằng kim có dịp xuống chơi được không? Ok bạn. Út ốm quá. Khoảng từ gần Tết á. Ôi Út ốm quay 2kg rồi. Dịp gần Tết là sẽ tiếp mọi người được. Ốm quá. À, Facebook của kênh mình là facebook.com/người miền Tây team á bạn. Chào chào chú Hùng Phan, chú ở Mỹ. Rồi. Tại vì vừa livestream vừa nấu ăn nên cũng hơi bị khó khăn xíu, mọi người thông cảm. Cảm ơn Nguyễn Minh Tâm. Dịch tướng lưu hả? Ok. Rồi sao nhiều người nói 32 nhìn giống 23 nữa. Giật lắm anh ơi, rồi vậy là do chất lượng wifi rồi. Hồi nãy mình mở wifi chưa? Mở wifi rồi mà ta. Wifi hay 4G? Bật wifi. Lẩu cá nháp. Fan ruột của bạn đó, cảm ơn bạn Bằng Kim. Ồ vậy là mới mốt phải đổi điện thoại livestream mới được. Điện thoại của Út bị kết nối wifi nó hơi bị chả yếu quá. Điện thoại cùi bắp không có tiền mua điện iPhone. Ủa con quay mà còn thấy bị giật nè. Trời ơi, tiếc quá vậy. Ôi món ăn mình tới đâu ta, quên rồi, trả lời đang quên. Đang làm nước để bắp giấm. À, làm bắp chanh. Hôm nay xài chanh không xài giấm. Mình đang làm nghề gì? Nghề của bạn Minh đây nè. Đang làm camera nè. Cô Út cho anh số điện thoại nha kìa. Ủa không có xài số phone. Hết tuần này về Canada rồi. Mình cho thấy mặt được không? Giờ địa chỉ có gì mình xuống chơi. Ủi gấp quá bạn ơi. Nãy mình có nói là thí dụ như từ tháng 10 đó về sau là ok. Tháng đó là tiếp đãi mọi người nồng hậu được á. Anh đạo gì không có đạo bạn ơi. Đừng cho Minh ăn nha Út. Không hợp. À cái gì? Chanh, đường, nước mắm. À. Rồi giờ bé Vi vô giùm Út cái thau cho tao giúp lấy cho. Dạ có chú ơi. Con Zalo giờ mình cho số điện thoại hả ta? Lắc đâu mà lắc, chắc bạn đó ở trên núi rồi, quê cô Út chơi. Về quê cô Út chơi nha. Nguyễn Minh Tâm. Dạ ok anh. Nói mọi người là tầm khoảng tháng 9, tháng 10 rồi đó. Là đó trở về sau gần Tết là mọi người xuống là thoải mái. Còn bây giờ là không tiếp đãi mọi người. Đây, được. Đây, rau càng cua mình sẽ bỏ vào. Dạ Hải Phòng nếu như ở xa mà anh xuống chơi thì phải tiếp được. Cái này mấy bạn bỏ thật là nhiều nha. Tại rau này khi bóp lại. Nay nó... Út làm món gỏi rau càng cua. Nó dợp lại nhiều lắm. Nó sợp lại có chút xíu à. Bạn thắng đổ phạm gì để xem Út làm giống mình không kìa. Vậy là bạn đã làm món này rồi. Cảm ơn Tướng Nguyễn. Bé Bi để bạn giùm Út bé Bi. Cô Út xài Facebook nhiều hơn Zalo bạn ơi. Ồ Út không thích xài Zalo bạn ơi. Út ở vậy không muốn lấy chồng sao kìa Út. Thôi độc thân vui hơn. Tiếp trước Út nói Út có người yêu rồi. Út này cũng có thân vui hơn. Nói vui thôi. Cô Út nấu ăn giỏi. Dạ tháng 10 là nhà em là thoải mái về thời gian, về những cái gọi là trong mùa, những cái mùa mà rau đậu mọc nè, cá rồi cũng bắt dễ hơn nè. Đó, tới lúc đó mọi người về chơi sẽ có nhiều thứ vui hơn, giờ về quê chán lắm.
Cô Út có chồng miền Tây nha cô Út, Nguyễn Minh Tâm. Minh có vợ chưa? Dạ chưa. Mới 25 tuổi à? Ali, xấu con mặc áo bà ba cho đẹp. Mấy anh trai nhìn lát mắt luôn. Chưa có vợ bạn món ngon dân dã ơi. Vậy bữa sau live stream mình sẽ mặc áo bà ba theo như bạn muốn. Út ơi ăn ốm quá, Út ốm quá kìa. Út lên 2kg rồi bạn ơi. Like đầu tiên cho Út ơi. Út kêu tên em không mấy giận nha. Kim Ngọc Nguyễn Kim Thị. Ngọc Nguyễn Thị. Chào bạn Tiến Võ, chào bạn Tiến Trần. Đây rau càng cua các bạn, hay còn gọi là rau tiêu á. Chắc Út phải thêm một miếng chanh quá, nghi ngờ là nó không chua quá. Đây là bé Vi con của chú Bảy nè, nãy có người hỏi bé tên gì. Cắt thêm trái chanh. Xin nghỉ một tuần về chơi. Ok bạn, nhưng mà nói nãy mình chia sẻ khoảng tháng 9, tháng 10 được á. Bảo Lâm Lu, Út ơi kêu Bảo Lâm Lu kìa. Đâu, bạn đâu, Út không thấy. À, chào bạn Bảo Lâm. Bạn Minh mắc quay camera sao rồi, không thấy bạn Minh được. Hồi nữa xíu nữa ăn cơm mà sẽ thấy luôn. Chào bé Vi, con bé thấy cưng quá. Kim Ngọc Nguyễn Thị. Chào chị đi Vi. Chào chị. Không biết chị hay cô, thôi kêu chị đi cho trẻ. Buồn quá không ai quan tâm đến mình. Tuyến nghi gì nhiều đây. Nhiều quá không nhìn hết. Không biết về Canada có coi được nữa không? Ở đâu trên thế giới có mạng là sẽ xem được nè. Ây da. Rồi. Gõ này mình sẽ ướp những gì không? Đường, nước mắm với lại chanh. Còn các bạn nào không xài chanh thì xài giấm cũng được. Mà Lan Vương chắc cách khoảng 30-40 cây số. Hôm nay là mình xài chanh là lý do hôm qua nhà Trọng cung cấp cho mình rất là nhiều chanh. Hôm qua lên nhà Trọng đi dầm mưa nè, đi câu cá bóng dừa với Minh với Trọng. Út được nhiêu ký rồi Út? 42 bạn, hôm trước là 42. 40. Bạn này hỏi nơi này có anh hỏi Út được 35 không? Quá tệ rồi. Ây dạ. Không, hôm mình mặc áo bà ba live stream á. Cảm ơn bạn Vincent Võ gì nha. Hôm nay là mình được 42kg rồi bạn ơi. Cảm ơn Bảo Lâm Lu. Cảm ơn Du Chen. Dạ đúng rồi, quê gốc miền Tây luôn, quê ở Bến Tre. Rồi, cho xong rồi, anh Tâm số điện thoại và cái này để hồi xin phép Út lại quá. Cô Út tên Kim Cương. Nhưng Mịch Nguyễn, Minh Nhật Nguyễn nói là camera ít khi mặc áo, đúng rồi. Hiện tại đang rần cho mát, nực lắm. Hồi nữa có xuất hiện camera sẽ mặc áo vô. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái này vào. Rồi. Hôm nay là làm cái món mà dân dã xíu cho nó tốn ít tiền nhất. Rau này là mình hái trên vườn của bạn Trọng nè. Dạ chú Bảy chắc đang trong nhà làm đồ ăn trưa rồi. Đang mần dịch sáng Út mới phụ. À chú Bảy đang mần dịch rồi, chuẩn bị có mồi bén nữa rồi. Chào anh Du Chen. Chào Út kìa Khánh Duy, hay quá. Cô Út tên gì hả Minh? Trả lời đi Út. Cô Út tên Kim Cương. Cảm ơn ngắm siêu xe. Này ăn món này đạm bạc nha. Không có tôm với không có thịt bò. Chỉ có cá mồi thôi. Cảm ơn bạn Xuân Định Vũ nha. Mai mốt mình sẽ mặc áo bà ba. Díp xin, díp xin. Nói Vi bữa bị quẹt lọ đen thôi. Nguyễn Hiền, Út ca đi Út ơi. Bé Vi, con dời cái này đi dùm Út đi. Để đang hoàn cơm đây luôn Thím Bảy ơi. Út sắc ớt. Đây Thím Bảy đây. Bây giờ mình sẽ để ớt lên nha. Ủa anh bao cái gì vậy? Thím Bảy chín đang thịt nướng của mẹ con. Đang live stream á chị Bảy ơi. Tên Kim Cương, đúng rồi. Món này ngon đó. Món này dân dã mọi người. Ăn cá mồi với trứng chứ không có tôm, không có. Chị Út ơi, chị Út giỏi quá. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Nguyễn Minh Tâm. Tặng trái chanh nè. Là chảy nước miếng đó em mình. Giải về cho cái áo dài. Cảm ơn bạn Oanh Quỳnh. Nó là cho địa chỉ, bạn sẽ gửi cái áo dài về để mai. Ủa gửi ai giải về mai áo dài. Cô Út có giá trị như cái tên vậy đó. Dạ. Là viên kim cương này chưa được mày vũa. Chào Ti La Trần. Trời, mình có can đảm để thử. Cầu Bến Chùa Mỹ Tho, dạ chắc khoảng 40 cây đó. Này mọi người. Đây chị Hai mới đi làm về. Cô Chín, Chín Bảy. Rồi bé Minh, bé Huy xuống. Chào Trư Bác Giới. Sắp cái này lên. Cái dĩa nói bác ba là dĩa đừng gọi. Gà con siêu quậy, cảm ơn.
nhìn đó bụng quá đi bạn ơi. Bạn ăn cơm chưa? Giờ tới giờ cơm trưa nè, chủ yếu quay để cho mọi người cùng ăn cơm luôn. Cảm ơn Hải Nguyễn. Thím Bảy ơi, chú Bảy đâu rồi kìa? Chú Bảy có khách rồi. Cảm ơn bạn Tâm Nguyễn. Đúng rồi, chị ruột. Anh em hả? Chị ruột mình, chị áo trắng đây. Rồi xong rồi Minh ơi. 2 tháng 9 này Minh Tâm về quê cô Út nha. Cái này chắc inbox riêng với Út quá. Út ơi cho mình miếng đi. Cô Út mặc áo bà ba mới đẹp. Mê nhất nụ cười chú Bảy. Chị áo đỏ là Thím Bảy. À, rồi chạy qua mục tiêu rồi. Này Vi là con chú Bảy. Cảm ơn bạn Vi Thái. Đây bé Minh Anh con của cô Mười nè. Con lấy xe Minh Thi nó giận. Chị áo trắng là tên là Nhi. Nhìn quen quen, hình như gặp ở Sài Gòn rồi. Đúng rồi, ngày xưa làm ở Sài Gòn á. Tên gì? Đâu rồi? Chào anh Tâm Trần, gửi lời thăm hỏi chính kìa chính ơi, anh Tâm. Chào anh Tâm, em đi làm mới về em cơm trưa. Hải Đỗ, dạ anh về chợ Dòng Trôm, Bến Tre, anh điện em alo là em sẽ rước. Chứ địa chỉ dưới quê cho chính xác cũng không có tìm được. Cười đau ruột khi Út té mương. Ai vậy? Sáng giờ chưa ăn gì. Đem cái thớt xuống vậy Út, em thớt xuống. À, mạng lắc quá. Địa chỉ là ngã tư Dòng Trường, huyện Dòng Trôm. Chào cả nhà. Đây các bạn. Hiện trường livestream có cái màn hình để cho mọi người xem. Món ngon vậy Minh. Không biết để hồi ảnh quay lại coi. Hoa Kim chào anh. Chào bạn Hoa Kim. Ủa sao ít vậy, còn trái đâu? Mẹ, để lên trên giùm em ơi. Cô Út là thứ mấy vậy Minh? Cô Út là thứ 11 lần. Hoa Kim chào cô Út kìa. Chào bạn Hoa Kim. Hai người miền Tây, chào bạn Thanh Tú Hồ. Không biết đọc đúng không? Ây da, rớt cái trứng. Cái muỗng đâu vậy ta? Tiếp cô Út té mương, coi đi coi lại vẫn mắc cười. À, cái muỗng mới để đây mà. Cảm ơn Thắng cái gì? Đổ Phạm gì đó. Đó, anh Minh cho thấy mặt đi, xíu nữa ăn cơm rồi sẽ cho thấy con mặt luôn, đang ở trần bạn ơi. Dẻo cơm khô. Con đi. Ăn cơm khô cũng được. Món mà. Gì ngon quá vậy Út ơi. Gửi theo càng cua á bạn. Đúng rồi, tội mình đọc mổ miệng luôn á. Chào bạn Lam Đinh, phải không biết phải Lam Đinh không ta? Thôi giờ đọc đại chứ biết sao cô giờ. Út dễ thương quá. So delicious. Rồi, à mới đi quay clip bắt đun dừa với tí lụa hồi sáng các bạn Tuấn Võ. Dạ không. Có dừa. Cô Út ơi, Linh muốn làm dâu miền Tây phải làm sao? Bé Linh nè. Ô Monter, chào Monter. Muốn làm dâu miền Tây gì thôi Minh chứ sao không có Út ta. À đúng rồi. Mình quê Cần Thơ nhưng Mỹ được 10 năm rồi. Cô Út xinh đẹp quá. Cảm ơn các bạn. Rồi xong rồi. Chào bạn Toàn Nguyễn. Dạ được rồi. Ồ cảm ơn bạn Toàn Nguyễn nha. Đây. Hên quá con cũng có người thích luôn. Đây rồi, gọi rau càng cua xong rồi nè. Xong rồi. Giờ mọi người cùng ăn cơm. Ngắm siêu xe cho xin miếng được không? Rồi cho bạn nhìn. Em Henry Maxi gì đó. Ừ có ông bạn té cầu cũng vui. Facebook của cô Út là facebook.com secret kịch Nguyễn. Cô Út làm ai cho con nhé? Làm ai ai ta? Làm ai ai? Làm ai chồng hay làm ai Minh? Cô Út là thứ mấy? Cô Út là thứ 11. Bắt đuông dạ có clip bạn Tuấn Võ ơi. Nhưng mà không có đuông. Do you speak any English please? À. Chào chưa chào Minh Vi. Tôi fan của Minh Vi và chú Bảy. Cảm ơn Bình Dương. Mình nhậu được không đó Tuấn Nguyễn? Ok Tuấn Nguyễn trời nhậu là thoải mái luôn. Anh bạn camera mới 25 tuổi à. Minh chỉnh sửa lại không chịu kìa. Minh Vi không chịu, người ta là Yến Vi. Yến Vi. Hai cái nói Minh Vi. Minh Vi ý nhau nhiều khi anh Minh với Vi á. Không phải, Minh Thi á. À. Bà thường đó Minh Thi nhiều. Rồi bây giờ có thể trò chuyện với mấy bạn này nè. Vi coi dẹp cái thao đó chứ Vi với cái tô đó luôn. Họ không hiểu bạn nếu
bạn tiếng Anh gì Kaka chào Minh và Út nha. Chào bạn Nhi Dương. Cái dẹp này hả Út? Con cảm ơn Vincent Võ. Chào hồi mỏi miệng cái bị lẹo lưỡi luôn. Chào bạn Linh Lý, đối với quá cũ ơi kìa. Em cũng thấy anh Minh đẹp trai quá. Ồ trời ơi, cảm ơn bạn Tuấn Khanh. Good English speaker. Cô Út mặc áo ba đẹp hơn. Cô Út tên thật là Kim Cương. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm mã ba. Hôm nay ở nhà nên không có bị hết. Chiều nay đang đói hả? Hành quá hả? Cảm ơn Mi Trinh Phạm. Có một bạn tên giống tiếng Nga hay tiếng Tây Ban Nha kìa. Không biết. Beautiful girl. Thank you so much. Người tên cũng đẹp. Thôi bây giờ chuẩn bị ăn cơm đi. Ăn cơm thôi. Nice, look good. Nhìn cơm chưa? Chúc mọi thứ bảy ăn cơm luôn thứ bảy. Buổi trưa ngon miệng nha. Minh đẹp mà hơi đen chút thôi, chứ có duyên lắm á. Vậy là chê rồi quay. Minh có vợ. Đây, bắt đầu hơi đây. Đen. Dạ quá đen luôn á. Cảm ơn mọi Út mà lấy chồng anh nhận. À, chắc mọi người ham bỏ kênh chứ nút vàng nói gì Tuấn Nguyễn ơi. Cô Út đẹp và đảm đang. Muốn làm rể nhóc phải làm sao? Nguyễn Thanh Văn. Chén đây. Rồi chén có sẵn, dọn qua. Rồi lấy cái nồi lao đây. Xuống luôn. Chuẩn bị nha, giới thiệu các bạn đây là món sườn nướng bánh bao. Đây là món gỏi rau càng cua của cô Út. Rau càng cua này ăn với cá mòi với hộp vịt. Còn đây là cũng là gỏi luôn. Món này qua cô Út có làm rồi nè. Nguyễn Thanh Giang sao không trả của tôi vậy ta, là sao trả lời hả? Chị của Minh tên gì? Chị của Minh tên Nhi. Cảm ơn bạn Phan Giáp. Lên Út ơi. Dạ được, đây cho anh Tân ăn đây. Dạ cảm ơn Tuấn Nguyễn. Cả nhà ngon Nguyễn Trúc. Cảm ơn bạn Di Trần. Rồi thiếu nồi cơm là khó ăn cơm lắm á. Nguyễn Thanh Giang trả lời giùm là muốn làm rể thì sao kẹo? Hả? Cái bạn nào? Bạn Nguyễn Thanh Giang. Ồ đang ăn vịt khỉ nước dừa. Thôi con có trả lời quá. Cho thấy mặt và số điện thoại để có gì xuống chơi nha. Ok, xíu nữa inbox riêng nha. Ai là món khỉ nước dừa kìa, vịt khỉ nước dừa kìa. Mấy bạn cứ xuống chợ dòng cơm rồi alo bạn Minh là được. Rồi, có nồi cơm chưa? Sao không ai ăn cơm hết vậy? Xong rồi. Quay trực tiếp đĩa càng cua anh Minh ơi, ok. Đây. Đĩa rau càng cua. Live stream cho nên chất lượng nó không tốt, mấy bạn thông cảm nha. Đĩa càng cua. Cảm ơn Cẩm Tú. What country? Đây, country. Rồi, Việt Nam anh ơi. Đây, đĩa rau càng cua, còn đây là sườn nướng. Vi xuống lấy cái nồi cơm lên Vi. Hai chị em đi. Hai chị em đi xuống lấy nồi cơm lên ăn cơm mà mọi người ăn cơm. Dạ được bạn ngơ, Thanh Tú Hồ ơi. Cái màn hình để đọc cái bình luận. Làm ngơ. Không phải làm ngơ đâu mấy bạn ơi. Ở đây là cái màn hình để cho cô Út đọc bình luận nè. Quay mà để cái dĩa ở đó hoài sao chị nào. Đây mọi người bình luận sẽ hiển thị ở đây thì cô Út sẽ trả lời các bạn. Làm trời kìa Minh ơi. Rồi chiều nay tính làm trời luôn nè bạn Nhi Phạm ơi. Chào Tâm Nguyễn. Đây nè các bạn, đây là hiện trường đầu cầu trực tiếp với các bạn. Cái laptop ở dưới. Đầu cầu. Đây là cái TV, có cái màn hình để cho cô Út thấy trả lời các bạn. Trả lời đi Út kìa. Dạ hỏi gì đâu, có thấy hỏi gì đâu, thấy chào. Nhiều người comment quá. Nhiều quá, nhìn không có kìa. Cô Út tên gì? Cô Út tên là Nguyễn Thị Kim Cương. Chị ơi, lan live stream khép khép chị ơi. Đâu khó đâu. Where about are you? Bạn du con gì? Kim Ngọc Nguyễn Thị. Tại vì tự nhiên hỏi câu làm rẻ. Ở Bến Tre á anh ơi, du con gì đó. Rồi, Út em mới thường giống. Chắc khỏi. Livestream làm trò luôn nha Minh. Dạ cái này để coi sao. Còn không thì để vô nhà. Tại bạn Minh bận làm trò đâu có quay được. Người khác quay sẽ bị rung hơn. Ok Thanh Tú Hồ không biết đọc. Các bạn nào chưa ăn cơm ơi, ăn cơm với Minh Dũng nè. Ok chiều nay làm trò nè các bạn ơi. Các bạn nào chưa ăn cơm? Dạ quá đắng luôn Nguyễn Thanh ơi. Hình như là hôm nay thấy online ít hơn hôm bữa phải không? Chị Kim Ngọc Nguyễn Thị kêu các bạn. Dạ.
Rồi anh Minh chuẩn ủa bạn Minh chuẩn bị ăn cơm rồi, thấy mặt luôn. Che che ở trên được rồi, để nó che nắng che mưa được rồi. Vô ngồi luôn đi Nhi. Phải nhóc clip đó, dạ chắc không biết có quay clip hay không. Nhi lên ngồi đi Nhi. Trời ơi tới giờ cơm. Được rồi. Cô Út là số 1 Tâm Nguyễn. Cảm ơn bạn Tâm Nguyễn. Thôi bây giờ con đặt camera cố định nha, rồi sẽ quay mọi người ăn cơm, cho thấy mặt camera luôn, mọi người đang... Bây giờ phải có một cái gì đó mới đặt cái điện thoại lên được. Lại có chuyện làm trời nữa. Chào Monster, sao mỏi ra lời hết vậy? Ờ chữ chạy nhanh quá đọc không kịp bạn ơi. Lê Giang cho tôi ăn cơm với bạn Minh ơi. Chị... Vui quá. Uống nước no sao ăn cơm. Chị đó ăn cơm rồi bạn ơi, tại vì đi làm về tranh thủ ăn cơm hồi đi làm nữa. Té mương cũng số 1 luôn. Nè, trong khi chờ cô Út rửa tay mọi người ngắm thức ăn đỡ. Vui quá nè, cho tôi ăn cơm với bạn. Tầng đầu tiên nghe rau càng cua. Cô ba, con chào cô ba mẹ Minh. Kim Ngọc Nguyễn Thị. Chào con. Đây bên đây, chào bên đây. Cái đó là màn hình thôi, còn chào camera con, bên đây. Chào con, chào con. Đây con, đũa làm bên anh. Còn thiếu nước mắm chấm rau càng cua. Út ơi, món của Út có... Út đi làm nước mắm rồi. Ồ vậy hả? Út mới làm nước mắm. Sao giống thi kén bạn trai vậy? Nhà này có mấy đứa cháu nữa, nó đông vui. Đây mà đi. Cô Út đang đi làm nước mắm rồi. Cô Út làm nước mắm rồi. Cô Út làm nước mắm rồi chào. Món này làm sĩ đế thì number one. Này chị hai ăn cơm rồi. Ủa ăn cơm chưa? Rồi, cái bánh bao rồi. À, ăn đi. Rồi, rồi Út ơi, nước mắm quay. Tôi ở cái này. Rồi Út vô. Thấy Út tay đeo nhẫn cưới. Con chào cô ba xinh đẹp, Monster chào cô ba xinh đẹp kìa. Dọn chén cho Dưỡng Út ăn với nè, Xuân Loan Phan. Mình thương Út lâu rồi, không dám nói. Trời, Nguyễn Thanh Văn. Ông nội Đông Minh không thấy nội ra ăn cơm. Ông nội trỏng ăn cơm với chính rồi. Mẹ Minh vui tính nhỉ, cảm ơn khen giáp. Rồi, cho Minh ăn lại bớt Maxi, Thanh Tú Hồ. Con ăn đi con, thưa rồi đó. Việt Nam. Mọi người đúng rồi, mọi người ăn ăn cơm ra xem livestream luôn cho vui. Mình kiếm cái gì để điện thoại đi. Đang ủa, nghiên cứu mà. Được không? Bên nào? Để đây đi. Coi coi có cái bàn, cái ghế nữa. Đi em qua đó rồi máy chết rồi bác. Nhi chị Nhi ơi ra cầm máy giờ mà kiếm đồ kê lên đây. Đi rồi hả? Tới giờ đi. Để cầm cho mình kiếm đi. Rồi Út cầm Út giữ cố định đi, đừng để rung quá nghe. Rồi. Ơi, Út vịn, một tay vịn đây. Rồi rồi. Bên anh. Mới cơm hồi bay, mới cơm rồi. Con bao nữa. Con mặc cái áo vô cái đã. Hồi biêu dũa nữa giờ. Rồi bắt ra hồi bánh bao. Đây. Đây ghế, đây ghế là kê. Ba nhắc đi ra. Cảm ơn bạn Mỹ Trinh. Đây. Đó, Quy nè Quy. Bạn Nguyễn Thành Văn ơi, mình đâu biết bạn là ai đâu. Có lạc không chấm chưa? Mình lấy cái bàn hông nè. Cái gỏi Út làm ra còn. Vừa ăn không chị ba? Chấm nước mắm rồi mới ngon. Dạ. Yeah. Còn không chấm à? Út vịn cái cây đó. Chấm còn hơi lạc, chấm mắm vô nữa. Vịn cây gì? Nước mắm tự á. Cái gì Minh? Vịn cái gì? Đâu á? Mọi người chờ xíu nha, gỡ cái điện thoại ra nó rung. Rồi. Được không? Hả? Không sao. Nãy ăn thử rồi, ok. Có cần lột cái đó không? Rồi Út vô ngồi ăn đi. Nãy ăn thử ok mà. Lột cái kia ra mới để được cái da bao da. Rồi vậy. Ủa, rớt. Không có đâu. Rớt còn thàn cho. Thàn. Lấy cái ghế nữa mình. Ủa này có cái ghế nữa mà. Để con lên xuống lấy tự con lấy. Có một cái nữa. Trời ơi nực quá. Hình như cô Út đeo nhẫn cưới rồi. Nhẫn tự mua bạn ơi. Mũi lòng quá. Rồi Út có nhìn mấy bạn nhìn vô đây. Đâu ai còn cho đâu mình tự mua mình đeo xem thôi. Trả lời nhìn bên kia.
áo bóng đá của mình có chữ Kendo là ý nghĩa gì ta? Ai vậy? Cái ảnh lương gì đó. Kendo. Cụ đen, Minh nói là cụ đen con ơi. Sao mà dẹp lầm như vậy ta? À cái này không phải bánh bò bạn ơi, này là bánh bao không nhân. Có một bữa ăn trưa. À cảm ơn Messi. À vâng, mình ăn, mình quay. À thôi, đi đây là mẹ của mình. Chị ta tới cái. Ta có cái chòi. Chị hai ăn cơm thêm chị hai. Chị hai về ngủ một mình. Cảm ơn Thanh Điền. Hồi tối có tôm nữa, tôm nước tiêu rồi. Hồi tối có tôm nữa mà. Tôm nước tiêu rồi. Cảm ơn Tila Trần. Chúc bạn cũng buổi trưa ngon miệng luôn. Còn ăn qua khác mà. Còn ăn qua gỏi da đam. Cảnh có cốc tên là Kim Cương. Có ghế rồi Minh ơi. Nguyễn. Nè, đi con. Út của mình nè. Hôm nay con bật cái video clip này cho nó. Mọi người nhớ trả lời mọi người khi để mọi người. Mình đang làm các bạn. Ngắm siêu xe rồi. Ba gấp con này tính nè. Ơi, hello, camera đây. Cơm thôi. Hai con, bên ăn, bên ăn, bên ăn. Con ngồi ạ. Ừ. Giỏi. Vậy đây ngồi không được thấy Minh Anh cho lắm em. Mẹ nhích qua anh xíu mà. Ừ, nhích qua. Mười qua Vy xíu. Vy đứng ngồi, ngồi em giữ nguyên trường. Rồi. Rồi. Qua cho ngồi thấy Minh Anh luôn. Thấy Minh Anh luôn chứ. Ngon luôn á. Nó ngồi nó thấy mẹ nó xích nó lúc tiêu. Ờ, con chưa thử nè. Ngon thiệt luôn á. Đó, ừ, Minh Anh. Không thấy Vy. Minh Anh ngoan quá. Ủa sao không thấy Vy Vy? Cảm ơn Nguyễn Đức. Giờ xe ra đây chút. Đeo nhẫn rồi sao? Vy Vy xịt lại. Xe lại chút. Xe lại mà ban chút xíu. Rồi, đó. Tập trung ăn đi cô Út ơi. Không mà ăn rồi không trả lời. Bữa cơm gia đình ấm áp quá, cảm ơn mình xin Vinh. Út là Út nhỏ hay Út ráng? Út cuối cùng. Út cuối cùng luôn. Các bạn ơi, tối nay cô ba xin. Tối nay sẽ có clip đi câu cá bóng dừa nha. Của cô Út, bạn Minh với bạn Trọng đi câu cá bóng dừa. Tối nay. Mọi người cơm ngon miệng, cảm ơn bạn Cấp Gaming. Kêu chị Nhi cưỡng. Rồi, hả? Ăn mà nói chuyện hỏi chắc nó kẹt quá. Kêu chị Nhi cưỡng cái gì chị Nhi ơi. Ngon quá. Đổ ngon đúng không? Ngon, chấm ngon. Chấm là nó mới ngon. Còn ăn không thì nó chưa có đậm đà. Chấm những mắm làm nó mắm. Mắm chua ngọt. À, có món thịt nướng nè, bánh bao nè. Để đây Minh Anh gấp tới, gấp thịt. Cảm ơn Nguyễn Minh Tâm. Minh Anh mệt rồi nhỉ. Dạ đâu có đâu. À nãy có cái bạn nào nói là coi cái cốt làm giống không á, thì bạn trả lời cho mình coi coi. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Tâm. Bạn nào nãy nói làm gỏi giống á. Đẹp trai vậy, Tân Trần. Cảm ơn Tân Trần. Quá trời tim luôn, chụp tim kìa. Chụp tim. Đón tim. Mình ăn thấy ngon con. Dòng trơm là quyện tương đương với mỏ cài các bạn ơi. Gần Ba Tri á. Mình không đủ. À chú Bảy có khách rồi bạn ơi. Chú Bảy đang coi luôn á. Dạ hả? Chú ăn coi luôn hả? Cảm ơn Tiên coi. Trần. Chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng nhé. Mai thiếu Minh Thi. Nói đi ngang không thấy nó đâu mất tiêu luôn á. Vậy hả? Ngủ sớm nè, chắc quậy gì rồi. Anh Minh nhìn giống mẹ. Vậy là không chưa thấy ba của chưa thấy ba. Thấy ba Minh còn giống hơn. À, đây là món gỏi rau càng cua bạn Sang Nguyễn Quỳnh. Út nổi tiếng rồi, anh Điền. Chị Minh gả cho ai chưa? Thanh Nguyễn, cảm ơn Thanh Nguyễn. Tất mới gả đây 2-3 tháng rồi bạn ơi. Anh Minh có người yêu chưa? Chưa luôn. Ế, đồng lọt. Sao rồi, có em nào ở trong chat đây trẻ lấy em mình đi. Rít đi đông. Cơm đi Út. Dạ. Út xin anh 85 nha, bạn Phương Trần. 85 là tuổi sửa. Thịt nữa. 25 tuổi còn trẻ quá. Con thích ăn trứng luôn. 18, 19, trời ơi. Tối khoai ăn trứng lắm. Già rồi, râu xa quá, không thấy râu quá. Bé Vy ăn trứng không? Để cho.
Đúng rồi, gốc bỏ 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 bỏ. Mình thử này chưa? Chưa. Mà mình thấy tay tay nghề Út sao Minh? Được, ngon. Càng ngày càng tiến bộ phải không? Tiến bộ. Ngon. Không thử luôn. Một đừng bó rối. Út mà bó rối quá làm lính quýnh. Lính quýnh. Lính quýnh hả trời. Trời ơi. Dính tùm lum. Minh bằng tuổi em gái của mình để mình chăm sự nhờ bạn Quynh. Quynh Tư. Thôi vậy là phải kêu bằng chắc bằng anh bằng chị rồi. Dạ yeah, đúng rồi Quynh Tư. Hai món gỏi luôn. Cả nhà vui quá, cảm ơn Trinh ngon. Anh camera giúp anh hôm nay có. Mình ăn rau không? Không, hôm nay có chòi bạn ơi. Giúp Trinh ơi, nay có chòi chứ không có không có quạt bỏ. Nguyễn Minh Tâm dạ ok anh. Nãy giờ bạn anh Minh Tâm xin đồ về chơi. Nguyễn Thành Văn hỏi Út thích gì vậy? Cái gì Út cũng thích. Út tuổi sủ quá bạn Phương Lạm ơi. Rồi trả lời mệt mỏi luôn. Bé Vi rất dễ thương. Xuân Ngô. Tôi thấy bạn rồi, bạn áo xanh phải không? Hơi đen, đâu có hơi đen đâu, đen thui luôn á. Đen thui luôn chứ hơi đen gì. Em phải đi làm rồi đây. Đi mọi người, cảm ơn Kim Ngọc Nguyễn Thị. Chúc bạn làm việc như vậy. Làm trời đi. Mẹ Minh nhìn hiền lành chất phát phúc hậu. Mẹ nãy giờ được khen với mẹ. Hai đứa đây không được khen hả? Hai đứa nhìn mấy bạn nhìn biết chán quá rồi. Mình ăn thích ăn bánh bao không? Ăn bánh bao kìa. Sườn nướng nữa kìa. Nè. Thấy chưa? Ba nè gắp cho cái nè, cái mềm mềm nè đi. Nè, đây, đi kéo qua. Ừ. Về Việt Nam rước anh Minh qua Mỹ thôi. Bạn Linh. Bên qua Mỹ Tho hả bạn? Cơm nè Tấn ơi Tấn. Đang nói chuyện trực tiếp với mấy bạn. Cơm nè Tấn ơi. Giờ rủ anh Tấn nhậu quá kìa. Ổng đặt đố sao mà cua quá rồi cua luôn. Cua hả? Rồi, nhậu anh Tấn. Chiên bột nhậu. Muốn chiên bột thì bắt cái bẩn. Không, ăn Linh này là nam hay nữ mà đòi rước Minh qua Mỹ vậy? Rất không khí miền Tây quá. Đây có một anh đẹp trai nè. Anh Tinh Tấn. Chừng nào mà có muốn ấy cô chiên bột vào bản nè. Đâu? Rồi, chiên bột chiều rủ nhỏ trọng. Nha. Thì con nhỏ nhỏ thì chiên bột rủ rủ trọng tối nay chiều nay xuống nhậu. Cái sáng mời con Út qua bản đi tắt mương. Nhỏ chiên nó ngon chứ bự. Ngồi tấn chào các bạn, chào bạn Tina, bự hơi nhỏ, cái bé xuống ăn trong bếp chạy nước miếng đâu mình, dạ bé đó là bé hàng xóm thôi anh ơi, bé hàng xóm hôm nay không có, anh tấn đẹp trai rồi nữa, có anh nào, tấn, Linh nói Linh là gơi rồi cô Út, nãy đòi rước qua Mỹ đó, Út thôi trai, đâu đâu trai gái, đó Linh đó. Là girl mà cô. Cảm ơn bạn gì đó không biết. Cảm ơn Thanh Tiền. Tên tin đâu không được. Chào cả nhà. Chào Cẩm Tú Lâm. Hình như là ổng có đặt cái mương này nữa hay. Con nhận người đây đúng là phận quá. Cảm ơn bạn Nguyễn Quỳnh mang góp. Vừa ngậm một hộp cơm vừa trả lời. Út, cô Út trả lời càng Nguyễn Thanh Văn kìa. Đâu không thấy đường. Út ngồi không thấy đường. Hai em áo đỏ dễ thương. Cảm ơn Samsung. Ở đâu đặt chỗ nào? Bạn ôi giờ chắc bỏ đũa để trả lời với bạn quá. Sao thì bạn vui quá, ok cảm ơn bạn, chúc cả nhà ngon miệng, có gì bạn cho số điện thoại để mình biết xuống chơi, ok mình đọc một lần nha. Nãy giờ cũng nhiều bạn xin số camera để có gì có dịp giao lưu, giờ mình đọc chậm chậm là mọi người lưu lại nha. Cảm ơn bạn không, nơi này có anh 0166745653 rồi số của camera. Anh gấp tới không con gấp không con? Có mấy bạn tên hơi khó gọi. À, không biết gọi tên gì luôn á. Maximilian. Vincent Võ. Lindro. Trời ơi. Mình lẫn tiếng gì mà. Ừ, không phải tiếng Anh, tiếng gì á. Nguyễn Thanh Văn lâu lắm. Ăn kiểu này vui ghê. Cảm ơn bạn nơi này có anh. Phan Xuân Tùng nè phải không? Cảm Sky phải không? Sky chính hiệu nè. Đây là bạn nào? Xuân Quỳnh hả? Các bạn để gia đình của anh. Cảm ơn anh. Anh vui vẻ, đúng kiểu người miền Tây.
Cảm ơn Liên Nguyễn. Cảm ơn Cẩm Tú Lâm. Để xem là được bao nhiêu người đang xem. Hình như thế hôm qua đông hơn. 125, hôm nay ít hơn rồi. Ít hơn phải không? Có 125 bạn hả? Dạ. Yeah. Rồi 125 mà còn trả lời cũng mỏi miệng luôn á. Thì 300 người nhưng qua chắc khỏi ăn cơm luôn. Chị ba ăn trứng gì ba? Đó, đây có Úc. Đây có trứng nè. Tối nay có clip đi câu cá bóng dừa nha các bạn. Ồ, anh Tâm nói tiếng Pháp kìa. Em mình không biết tiếng Pháp. Mình không biết trả lời sao luôn. Cảm ơn Minh Vượng. Tina vậy, Úc ơi làm món đó bụng quá. Đọc lại số điện thoại đi Minh. Rồi đọc lại lần nữa. Nữa hả? Hoài đọc vậy? Lại chậm một lần nữa. 01667456153. Con răng nữa không? Rồi, mọi người cứ về chợ Dòng Trơm, Bến Tre. Alo là bạn Minh ra tới. Con đó có thích ăn thịt đúng không? Hả? Dạ thích. Thì nãy sao nhìn thấy ngán ngẩm quá vậy? Ôi, tao là rất cay ăn. Ủa mình ăn ăn cay được mà. Con thử không? Con 1667456153 đúng chính không? Chính xác, cảm ơn Quang Trần với nơi này có anh đã chia sẻ cho mọi người. Đêm nay nháy nháy mình cho vui nha kìa. Ok, ở có người nhá rồi nè. Giờ tưởng có người điện. Đúng rồi đó, số 002 của ai mới nhá nè. Bạn nào khủng bố điện thoại quá là mình... Lóc luôn hả? Không, tắt điện thoại luôn. Mình ngủ. Thôi, cơm tiếp đi. Vâng. Múc giùm nó ta. À, bạn Cẩm Tú, ủa nãy mình trả lời rồi mà ta. Quốc tinh thật là kim cương. Đêm nay nhá máy, Minh cho vui nha. Rồi, bạn nào nhắn cảm ơn. Cảm ơn Dương Lê. Đây lại coi. Có nhá máy là có chiếu cố và có để có quan tâm tới em là em vui à. Bằng những thời gian hỏi của Út có muốn làm dâu Hàn Quốc không kìa. Đúng rồi, mình tờ số đó đó. Cô tên thật là Kim Cương. Cảm ơn. Mình lưu rồi, thôi chúc cả nhà dạ, ngon miệng. Xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn. Cắm vô ngon. Cảm ơn bạn Tiền Nghi. Không phải tiền hay tiếng gì đó. Cô ăn gì ăn rậy. Kết bạn Zalo, dạ để mở Zalo lên. Bánh bao có thịt. Út không dám cho nhiều người. Bánh bao nữa, thịt vô. Trả lời không kịp. Trả lời không kịp, mấy bạn giận quá trời. Mấy bạn nói cô Út chảnh này, cô Út này nọ nên cô Út giờ không cho luôn rồi. Đúng rồi. Kim Cương à. Lý do không kết bạn với lại không? Ok, Trang Trần, xíu nữa mình sẽ kiểm tra. Tại mấy bạn nhắn tin nhiều quá mà trả lời không kịp, mấy bạn giận, mấy bạn có bạn thì chửi luôn nữa. Nên giờ thôi, tốt nhất là khỏi kết bạn. Có gì mấy bạn... Nhà bạn xe hơi vô được không vậy? Có người nhá nữa nè. Nữa. Số nước ngoài nè. Trời ơi. Cái gì radio nè, Colorado nè. Mình ngoài Bắc từng tới bay vào Nam chơi, Trang Trần. Từng tới hả? Từng tới miễn cưỡng được luôn. Miễn cưỡng được luôn. Ê, từng tới mình đi sinh nhật của Minh Anh rồi. Đúng rồi, chủ nhật là không từng sao là sinh nhật của bé chủ nhật nha. Sinh nhật bé này rồi. Thì mọi người ơi, ở đây không biết có ai đang gọi không? Đang ăn cơm mà giờ đang trò chuyện đây đâu có nghe máy được. Ngân Lê Thị Thu. Mời bạn đến cùng ăn. Ngân Lê Thị Thu coi comment đi. Ngân Lê Thị Thu là thành trọng á. Trọng hả? Thằng Trọng á. Trọng hả? Xuống nhậu mày. Xuống nhậu cô chuyên bộ nè Trọng ơi. Dạ hiện tại ở đây không có mưa anh ơi. Cô Út nghiên cứu món này đi. Hộp gà nướng. Khô gà lá chanh. Gà nướng khô. Bậy bạ. Ngân Lê Thị Thu dùng từ bậy bạ là biết đúng chính hắn rồi. Số điện thoại cô Út đi. Cô Út không dám cho số bạn ơi. Nhiều người điện thoại Út không bắt máy được. Không trả lời hết được. Có bạn ngày rồi gọi mấy phút luôn không biết trả lời sao. Cho người ta ăn cơm đi. Cảm ơn Nghiên Ngọc Phạm. Ở dưới Long mưa quá trời. Dạ ở Bến Tre đó anh quan tâm ơi. Trùm cơm Bến Tre. Hỏi đang ăn gì kìa. Quan tâm hả? Đang ăn rau, trứng, cá mòi. Bạn Minh Dương hỏi cô cũng làm dâu ở USA không à? Ở đâu cũng muốn. Cảm ơn Cẩm Tú Phạm. Vậy phải đi Honda. Miền Tây càng tốt. Xuống Hạ Minh. Mình chưa có bằng lái.
Honda là càng tốt, đúng không? Đi Honda đi đây đi đó cho dễ. Dạ. Ba của bạn Minh đang nằm võng, ăn cơm trước rồi đang nghỉ trưa. Không cần nhắn tin lại, không giận đâu. Ai dạ, bạn nào. Ôi cảm ơn vì bạn đã hiểu. Trời ăn cơm mừng quá. Lúc ước gì 10 người nói như vậy. Hello, người từ California gửi lời chào Hương Nguyễn. Giờ cô Út còn trả lời. Trời ơi, nhiều bạn quá trả lời không có hết rồi. Đang live stream này có ai gọi không ta? Nãy giờ gọi số nước ngoài nè. Giận thì chịu thôi chứ sao giờ. Thôi, ăn món thử món gõ này cô Út coi. Chấm, phải chấm mắm à. Trọng ơi, tối nay lên clip kịp ông Trọng ơi. Chiều tao nha, chiều xuống. Vậy chưa đi lại. Chiều tao rủ anh Tấn làm tui ngọt nhậu. Con rau nó úp gấp cho. Nhậu đi ngủ lại, sáng mai lên đi tắt mưa luôn Trọng ơi. Thì con ăn bánh bao nha. Úp. Cái này không biết sao. Nhờ có cái nước. Nước cá. Cái này dài quá ráng đọc nữa quên. Gia đình miền Tây người nào cũng thân thiện, chị ba phúc hậu và hiếu khách, hai bé gái rất dễ thương. Các bạn làm cho mình nhớ bữa cơm năm xưa lúc còn ở Việt Nam. Cảm ơn team người miền Tây nhiều. Là khen ba người đó thôi, không có khen hai mình. Cảm ơn anh Quan Âm Bồ Tát. Ngày hôm qua là một ngày vất vả luôn á. Bí mật không trả lời được Trọng ơi. Đi câu cá bóng dừa với lại Trọng với Minh á, mà về tới nhà 7 giờ tối luôn, bị mắc mưa luôn. Bắt trực tiếp nha. Ủa, đi câu cá nhé, bắt trực tiếp nha. Trọng ơi, mơ lên clip kịp. Ủa tối nay kịp không kìa Trọng? Lên clip kịp tối nay lên clip kìa Trọng ơi. Bắt trực tiếp thì không có câu cá được. Có quay lại video clip mà. Ủa không. Số này gọi tao. Không lần em nghe không được. Được. Nghe thử đi. Nhiều bạn gọi quá vậy. Lát tao render, vậy là kịp rồi. Cái gì? Nãy lỡ hứa bạn có ai lên clip à? Rồi sao xong á hả? Clip con Út với Trọng đi con cá. À. Chừng nào mình có về Việt Nam chơi. Xuống ghé cô Út. Cô Út ok không nè, từ nhà Minh xuống. Cô Út gần lắm. Minh Dương, từ mình xuống cô Út gần lắm. Bạn Minh Dương 50m à. Nãy có nói mọi người xuống chơi là ok sẵn sàng đón tiếp, nhưng mà chắc phải nhiều người xuống quá, chắc phải họp một ngày nào đó một lượt luôn cho nó dễ. Đợi một ngày nào đó người miền Tây sẽ tổ chức họp mặt khán giả đi. Vậy sẽ dễ hơn. Có thể là nếu như có điều kiện thì cuối năm, không thôi thì qua Tết. Tội nghiệp mình quá. Đây. Thử cho nè. Cảm ơn cô. Cho cái trứng luôn. Cái cô chiều rồi. Cái bi ăn trứng không? Thôi hả? Bỏ ăn luôn Minh ăn kìa. Linh lý. Ăn gì nữa ăn đi. Bắt. Dạ. Thế anh vào. Gì anh Minh ơi. Ăn đi. Bạn? Đừng có mắc cỡ, ăn đại đi. Sao đâu. Các bạn theo bước đi Quỳnh Tâm. Ăn gì đó. Ăn có ngon không? Ăn ngon. Thấy mọi người đang xem comment nhiệt tình đó, vui đó. Ăn rất là ngon. Gì vậy? You make me smile. That is my happy. Theo bước của quay phim là Nguyễn Vũ Minh viết không có dấu. Đạt xã lín Minh đâu ta? Đây, Minh đây. Ai làm cho bạn ấy mỉm cười? Không được con. Lâu vậy Minh? Dạ, thời gian này chưa được anh ơi, tính rõ rồi. Nhưng mà sẽ gần thôi, mọi người nhớ ủng hộ xem hả? Thường xuyên đi. Cái bạn Phương Bùi gì rủ mình đi chèo xuồng à, không biết bơi. Ăn bia đọc bài mắc ngạn chết. Thôi thì mình... Có thể mày chiều xuống đi, có mồi nhậu rồi không ơi. Thôi mình tạm biệt với bạn đi Minh ơi. Giờ này chắc mấy bạn cũng đi làm rồi. Nhậu tối live stream quậy nữa. Tối nay live stream nữa đi. Tối nay live stream karaoke của ai? hát chai như hôm bữa karaoke trên live stream Facebook á, có ai thích không nào? Một ngày không xa, cuối năm hay qua Tết nghe quen. Thì tại vì mình đã kiên định chọn cái ngày đó rồi thì mình nói hoặc là tới lập lại, còn gì nào nói mời mốt đi đó, mời mốt rồi không xác định được. Cái chén này mở ba chủ con cơm chính Út giống gì mình quá, điện thoại reo Út ơi, mình thấy có Út đẹp quá. Cảm ơn. Mà con gấp bánh bao đi, gấp thịt con đại đi. Được, mình cũng đi chủ con đâu biết con thích ăn cái gì không. Rồi bánh bao gấp cục gia đình của Út cho Văn làm rễ được không? Dạ. Cảm ơn. Cũng phải làm gấp đó. Tùy thời gian anh ơi, đâu có liền được. Tự nhiên mấy bạn hỏi nhiều câu còn khổ thiệt chứ. Thì làm rễ hỏi cái. Đâu giờ nhìn lại cái giống mẹ nè, giống ba nè.
rồi, đây là ba của mình, là anh ba của Út. À, mọi người nhìn lại thấy thấy giống mẹ hay giống ba? Dạ, cái đổi ý nó giống ba nhiều hơn. Đây ba của bạn Minh camera. Tại vì ở đây nó có độ trễ, quay xong rồi phải khoảng một phút sau nó mới qua bên đó mới thấy. Giống ba, có người nói dạ giống ba. Vậy mai xuống nhé, có gì mình gọi điện được không? Dạ. Minh và ba bạn. Minh và ba bạn á. Ngày mai các bạn. Ngày mai gấp quá. Ngày mai mình đi đâu được? Sớm mai mình nó đi tắc ao rồi. Mở tắc ao mình, tắc ao rồi. Mai lên nhà bạn Trọng đi bắt cá rồi. Mai phải đi quay clip rồi mấy bạn ơi. Út ơi. Con ăn đi, gấp gì ăn, gấp đi Mỹ không? Đi Mỹ không? Chị Út ở Canada, chắc Út đi Canada bạn ơi. Cảm ơn Giang ACIX. Minh giống ba. Mà ăn nói giống mẹ. Tốt nhất tôi mến các bạn ở năm châu bốn bể đều thích hết. Cảm ơn Minh Vương. Ok, mai đi chủ nhật mình bay về rồi. Trời ơi, sao nhanh gọn lẹ vậy? Ở về đột ngột quá là có gì để đó. Có lao tập đàn, để đâu tập đàn. Mình thích lạnh bạn. Có khâu quẹt, để khâu quẹt. Giống ba đẹp trai, giống mẹ vui vẻ được chưa? Trời ơi. Cảm ơn anh. Dĩ nhiên là muốn dạy cho bé Vi rồi. Mà quan trọng bé Vi cũng thích hợp nấu ăn hay không nè. Ba, à, ba của Út đang ăn cơm với lại anh Bảy, với lại bạn của anh Bảy. Ở trong nhà của Út, ở đây là nhà của Minh. Hả? Cái gì? Dạ nãy giờ mình có nói sao? À sao không cái gì nãy giờ có nói là thời gian này sắp xếp chưa bạn ơi. Nãy mình nói là khoảng tháng 10 sẽ thì sao. Gần tới lúc đó là tiếp, mọi người rất là thoải mái. Thôi mình đớp đi Minh ơi. Giờ về không có chuẩn bị gì hết. Tiếp đón nó không có được chú đáo, mọi người về hụt hẳn nữa. Canada, Vancouver có thể đi, cái gì không thấy. Chói quá không thấy được. Please come in film. Dạ. Canada là clip này giao lưu để trả lời vui thôi anh. Còn những cái clip mà dựng đàng hoàng lại thì vẫn có, tối nay sẽ có. Bạn ta có đứa phái mày Minh ơi. Quan trọng là nữ nha, đừng nam nha. Ngân Lì thì Thu á hả? Là Trọng á hả? Là bạn gái của bạn Trọng. Thôi ăn thêm chén nữa. Hết được chưa? Thôi bây giờ chắc ớt mượn. Hết đi. Em có việc rồi, chúc cả nhà ăn. Chào Monter. Ôi trời ơi, tính vỏ ơi, mình đâu có biết tiếng Anh nhiều. Nói một tí xíu thôi. Thôi chào mọi người đi. Tạm biệt mọi chiều người. Chiều nay có tiết một gì vui vui là livestream nữa. Nhưng mà tối nay sẽ có một cái clip. Clip chứ không phải là livestream. Lên clip đi câu cá bóng dừa. Quên nãy giờ phải nhìn đây đọc comment. Nhìn lại. Cái TV để trả lời không à. Nhiều. Cảm ơn Monter. Nhiều anh lắm, anh tiếp hết. Không? Chúc cả nhà vui hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Avatar là hình gì? Mà sao phải ai? Avatar của bạn camera là thằng con nít. Bản đồ đi học. Còn Út là hình gì Út? Hình Út luôn. Thôi chào mọi người đi. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ sau một buổi trưa rồi. Chào mọi người, hẹn tối nay gặp lại ở video clip đi câu cá bóng dừa. Ồ, Út không cho số điện thoại được đâu, nhiều bạn gọi quá, không có ngủ được gì hết, mất ngủ quá rồi. Sorry, vì không thể cho số phone.